Không được như chân á. Em sắp đi rồi. Mà em ơi, em sắp đi là đi đi đâu hả em? Em được siêu thoát rồi. Như vậy là như vậy là em được siêu thoát thành người hả em? Dạ anh chào cả nhà. Dạ anh chào cả nhà. Dạ anh chào cô chú anh chị và các bạn trong ngoài đồng mạng, trong ngoài nước. Hai anh em con chúc cả nhà có ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sự bình an. Thì cả nhà ơi, hôm dài con biết làm sao luôn á, thời tiết khác thường. Mưa liên tục luôn, cả nhà cũng nhìn thấy đó. Xịn bồn đồ nó chụp chặt xuống đề á. Còn còn về lần trước hai anh em con có quay ở trong đồng. Thì anh có gặp anh Gụ thì cũng trò chuyện với anh Gụ, cả nhà cũng đã xem đó. Thì anh Tư nói với cả nhà đi. Mong gặp anh nữa, cảm ơn anh. Thì anh Tư thì cũng là không biết nói sao nữa. Thì anh Tư cũng như là gặp tình trạng bây giờ là cũng là cả nhà giúp đỡ anh Tư có một nơi nó ổn định hơn đó nha. Thì tới đó thì anh em con sẽ công bố cả nhà giúp đỡ con đó cả nhà. Thì bây giờ hai anh em con sẽ bắt đầu nghi thức để con quay nhà của anh Tư mà Mai Giá cả nhà nhớ không? Rồi đi thôi cả nhà ơi. Đây là cả nhà nhìn thấy nước không? Lên láng luôn. Cái này có ngừ gì vậy? Dân giống nữa rồi kìa. Cuốn giống rồi. Các bác mừ quá. Không phải đâu. Chắc không biết mưa không, chớp quá. Ủa mở cửa ướt nhẹm hết trơn cái nhà luôn rồi. Gì? Ủa Nguyễn Dũng nước gì vậy? Nước cho phá lửa kìa. Cái gì? Mày dùng nước. Đổ dùng nước đâu đó. Đó. Dùng nước bự luôn á. Không biết nha. Chắc mưa tạt quá. Khó đâu, mưa tạt rồi tạt hết chứ sao kỳ vậy. Nè cái nơi khu eo nữa thấy không? Không biết nữa. Thôi đi. Rồi, giờ con sẽ đặt máy nha. Cái cần có làm lần chưa? Có. Cái nhà biết sao không? Đợt trước anh em con có quay clip đó thì có một hương linh không biết là lớn tuổi hay là nhỏ nữa ở đây nè, rồi trò chuyện với anh em con á. Thì hôm nay con đến đây con cúng cho họ. Bỏ túi đi. Cái tắt một cây cho anh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay anh em con có đến ở đây và anh em con có một chú đồng hành với tiền vàng bạc bánh trái hương nhân nè. Đây là tấm hình của cô chú anh chị và các bạn gửi cho các vị hương linh bất mãi nơi đây. Nếu mà thiếu tốn với tiền và quần áo thì đến đây nhằm chúng đồng hành này nha. Và sau đó anh em con có đặt máy tụng kinh thì mong rằng các vị hương linh bất mãi nơi đây cố gắng nghe kinh niệm Phật để mau chóng được siêu thoát nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi, mình đốt đi rồi mình ra cho họ dùng cái đêm đi. Hy vọng bé nó còn ở đây. Xé bọc
mình ấy lên lại. Rồi nha. Cái này do gió bay. Gió bay. Móc cái chè. Ê, hết hồn. Gì vậy? Bay. Không thấy đường. Ồ, không thấy đường. Không thấy đường như chân. Ai vậy đó? Mua lên phòng. Đó. Ừ? Cho hỏi phải em mèo không vậy? Là em hả? Ừ. Nó không nha. Không nhà anh. Anh để em mèo đi theo học đạo với anh ruộng như thế nào rồi? Em sắp đi rồi. Meow. Mà em ơi, em sắp đi là đi đâu hả em? Em được siêu thoát rồi. Như vậy là Meow. Như vậy là em được siêu thoát thành người hả em? Yeah. Em còn chuyển kiếp nữa. Meow. Siêu thoát rồi mà còn đi chuyển kiếp. Như vậy là mà em chính anh cho em bánh thai anh được không anh nha nè nha nha. Ủa sao tay em lạnh quá vậy? Hả? Mà chừng nào em nha. Rồi em như vậy rồi em chuyển kiếp thành con vật gì hả em? Có thể cho anh em biết được không hả em? Không, em không biết được. Meo. Meo. Em không biết được. Mà em. Rồi em chuyển kiếp như vậy rồi. Rồi tụi hai một cái con gì đó rồi em bị người ta hại như sao hả em? Đó là số phận của em à. Meo. Em chú hình ngồi được không? Thì như vậy em chuyển kiếp như vậy rồi em có nhớ hai anh em không? Meo. Em ăn cháo em không nhớ. Meo. Anh đừng có buồn em nha. Không buồn đâu, ai gì đâu bà. Em đi chuyển kiếp nè, anh em thấy mừng chưa? Anh cần giúp thì em giúp cho anh. Meo. Meo. Không đâu em ơi. Anh chỉ cần mong là em được thi thoát thành người. Chị mà đừng có làm động vật nữa, để em thôi. Em bị người ta hại nữa đó. Em không có muốn đâu. Em. Vậy là tại kiếp nạn của em hả? Ừ. Cái gì đó phải? Vậy không? Em cố gắng học kinh của anh Vũ đi. Rồi cho mau được siêu thoát. Em sắp đi rồi. Nha. Em sắp đi rồi. Dì cho có thể cho anh biết ngày giờ em đi không? Em muốn rồi. Để anh làm nghi thức cúng tiễn em đi một lần cuối cùng. Hai chân nữa em đi à. Hai chân nữa em đi. Nha. Hay gì đâu Phật. Nha. Hai chân nữa em đi. Nha. Anh sợ em hả anh? Không.
Mà em ơi, em có ước nguyện gì không để hai anh em giúp đỡ cho em một lần cuối? Em có. Em cảm ơn anh. Không có sao đâu. Anh hy vọng là em bình an và vô sự, nhưng không có chuyện gì xảy ra đến với em nữa. Thôi, không nói là em đi nha anh. Em đi nha. Ờ, em đi được. Ê, vậy hả? Ơ, chết. Dậy hút. Dậy hút. Dậy luôn. Có sao không? Ờ. Cái này nó... Cái gì? Sao té vô đây hả? Có sao không? Dậy. Xin lỗi rồi. Hai chăng nữa là em mèo được đi siêu thoát, mà không phải đi siêu thoát thành người, thành một con vật gì đó nữa. Nó có quỷ. Đi đi, để nó đi tới sáng rồi mình dẹp. Thanh kiếm, thanh kiếm. Thanh kiếm trong nhà, nhanh đi. Này cái nhà ơi. Đi đi đi. Nhanh lên. Anh chào cái nhà cái đi. Thầy cái nhà ơi, hai anh em con chúc ăn nhiều nhúng ngon. Thì ha. Chị hẹn cả nhà trong những clip tiếp theo. Còn mấy bài cả nhà.